chào đón các em học sinh bước vào năm học mới 2021-2022. Năm học mới đã đến rồi, nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên cô trò mình không gặp nhau để cùng vui trong không khí của ngày khai trường. Trước thềm năm học mới, mời các em cùng đến tham quan ngôi trường trung học cơ sở Nguyễn An Ninh với truyền thống dạy tốt học tốt và luôn đi đầu trong các phong trào khác. Đến thăm trường trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, đơn vị luôn dẫn đầu trong hoạt động học và các phong trào khác. Chúng ta cùng gặp gỡ các cô giáo xinh đẹp và tài năng trong ban giám hiệu, cùng các cô giáo là tổ trưởng bộ môn của trường mình nhé! Để làm nên thương hiệu Nguyễn An Ninh, chúng ta không thể quên sự chỉ đạo kịp thời, cũng như những định hướng đúng đắn trong các hoạt động từ ban giám hiệu và các cô tổ trưởng. Đội ngũ giáo viên của trường luôn tận tâm nhiệt huyết trong từng trang giáo án, trong từng giờ lên lớp đã kết trái ngọt hoa thơm sau mỗi chuyến đò. Trong năm học vừa qua, trường trung học cơ sở Nguyễn An Ninh có 168 học sinh đậu chuyên, trong đó có 7 bạn đạt thủ khoa tại trường chuyên Lê Quý Đôn các môn Văn, Toán, Anh, Sinh, Lý, Hóa và Tin học. Luôn đi đầu trong các phong trào học tập. Với thời đại công nghệ 4.0, các bạn học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn An Ninh đã vươn ra thế giới trong các cuộc thi mới và đạt được rất nhiều giải thưởng lớn như cuộc thi Toán AMO, IMO, TIMO, Olympic Toán học quốc tế Big Baby, v.v. Phát triển ngôn ngữ tiếng Anh được chú trọng và bồi dưỡng qua các hoạt động như câu lạc bộ đội nhóm, hùng biện tiếng Anh. Bên cạnh đó, nhà trường đã phối hợp cùng các trung tâm Anh ngữ tổ chức các cuộc thi rung chuông vàng tiếng Anh, khuyến khích học sinh tham gia hát tiếng Anh trong cuộc thi Nguyễn An Ninh Got Talent. Các phong trào giáo dục kỹ năng sống luôn được tổ chức tại trường với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, là cơ hội để các em phát triển năng khiếu, tự tin thể hiện bản thân, phát triển toàn diện. Sân khấu hóa trong các buổi sinh hoạt để những câu chuyện thêm sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn học sinh. Sáng tạo trong giờ ra chơi với trò chơi dân gian, ô quan, nhảy dây, lò cò, nhảy sạp. Trường còn trang bị nhiều khu đọc sách như thư viện xanh, thư viện trà sữa và đặc biệt là thư viện thân thiện. Nơi đây, các bạn có thể ngồi đọc sách chờ ba mẹ đón về. Nhà trường cũng thường xuyên mời các chuyên gia về tập huấn các kỹ năng sơ cấp cứu, thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy, phòng tránh xâm hại để các bạn có cơ hội thực hành những kỹ năng cơ bản. Các bạn học sinh yêu quý, trường trung học cơ sở Nguyễn An Ninh với truyền thống dạy tốt, học tốt, nơi đây sẽ là môi trường để các em phát triển toàn diện về đức trí thể mỹ. Các em hãy tự hào khi mình được học tập nơi ngôi trường này. Vậy nên, chúng ta hãy phát huy truyền thống học tốt đó để góp phần xây dựng vườn hoa muôn sắc Nguyễn An Ninh và tiếp tục ghi tên mình vào bảng vàng thành tích của nhà trường. Năm học mới đã bắt đầu rồi. Chúc các em học sinh năm học mới thành công và đạt kết quả như mong muốn. Chúc quý phụ huynh thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
Chúc thầy cô giáo bắt đầu chuyến đò mới tràn đầy năng lượng và tràn đầy yêu thương. Sau cùng, chúc thầy và trò trường chúng ta năm học mới thành công rực rỡ.